Này Nhân ơi, tao nghe nói trưởng phòng của bọn mình sắp được điều đi làm giám đốc chi nhánh mới rồi đấy. Thế á? Thế thì ai sẽ lên làm trưởng phòng mới? Tao cũng không biết được. Nhưng mà chắc chắn ấy, không phải tao với mày đâu. Bởi vì chúng ta cũng chỉ là nhân viên mới thôi mà. Kể ra cũng lạ nhở. Thay đổi nhân sự mà chẳng đi thông báo gì cả. Tao cũng chịu. Mọi lần thì tao thấy giới thiệu rõ là rầm rộ, mà lần này thì im hơi lặng tiếng. Tao cũng chẳng hiểu mấy ông lãnh đạo nghĩ gì nữa. Nhưng mà thôi, quan tâm làm gì cho đau đầu. Mày kệ đi, việc của mình đâu. Nhưng mà nghĩ đến, tao thấy nản quá. Không biết bao giờ mới thoát được khỏi cái kiếp nhân viên này. Thế thì mày cứ chăm chỉ cố gắng thôi, sẽ có ngày thành công. Nói với mày ấy, mày thì sướng rồi. Nhà mày có điều kiện, có thiếu cái gì đâu. Đi làm chẳng qua cũng chỉ làm cho vui, cho nên mày không quan trọng là đúng rồi. Còn tao á, không phấn đấu thì mệt mỏi lắm. Ở cái thành phố này á, đâu phải dễ sống đâu. Sao mày nhìn nhận cuộc sống một cách tiêu cực thế? Được làm nhân viên của một tập đoàn lớn như vậy, mày có muốn cái gì nữa? Thì đã đành là như thế. Nhưng mà mày biết mục tiêu của tao rồi còn gì. Nếu như mà không mua được nhà, được xe thì cũng phải lấy được ông chồng tỷ phú. Nhưng mà mày nhìn đi, gần 30 tuổi rồi, tao có gì trong tay đâu. Đến tiền nhà tao phải ăn bám mày. Thế thì mày tiết kiệm đi, bớt mua sắm lại. Tao thấy mày mua bộ quần áo đã bằng cả tháng lương rồi. Bảo sao? Thì biết là như vậy. Thế nhưng mà cứ mỗi khi tao nhìn thấy đồ đẹp là tao lại không kiềm chế được. Tao chỉ muốn lấy về của riêng mình thôi. Khổ thế cơ chứ. Sao mày khổ khô thế? Mày khổ như thế thì ai chẳng muốn khổ. Thôi thì đành phải từ bỏ mục tiêu số 1 vậy. Phấn đấu vì mục tiêu số 2. Chàng hoàng tử tỷ phú của em, anh đang ở đâu? Mau đến đây đi. Ngày nào cũng 15 phút giờ hơi. Thôi đi về, đến giờ làm rồi đấy. Đợi tao. Đây, có chuyện gì thế? Dạ, không có chuyện gì ạ. Em chỉ muốn hỏi trưởng phòng có uống nước không, em đi lấy cho. Tôi không khát, cô ngồi làm việc đi. Chứ nãy giờ tôi thấy cô đi lại hơi bị nhiều rồi đấy. Sao thế, thất bại rồi à? Công nhận là đẹp trai, thế nhưng mà tính tình cứ như khúc gỗ ấy. Đã thế còn suốt ngày sang đây ngồi thả thính nữa. Người ta không chỉ đẹp trai đâu, còn là cháu của chủ tịch mới đi du học về đấy. Vậy tao mới nói, nhìn thấy mục tiêu cả đời mình ngay trước mặt, thế nhưng mà bất lực. Mày có hiểu được cảm giác của tao không đấy? Tao không cần hiểu. Tao chỉ biết là nếu như mày tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì mày cũng bị đuổi việc thôi. Ôi, chết. Mày không nói tao quên đấy. Còn bao nhiêu là việc phải làm. Nhiều thế không biết. Nhiên. Em chào trưởng phòng ạ. Có chuyện gì vậy anh? Sao lại đi bộ thế này? Nếu không ngại lên đây, anh đưa em về. Xe em bị hỏng, bạn em đang đi sửa sắp xong rồi anh ạ. Em cảm ơn anh nhá, anh cứ về trước đi ạ. Không phải ngại, cứ để anh đưa em về. Lát bạn em sửa xe xong, đi xe về cũng được mà. Như vậy thì phiền anh lắm ạ. Phiền cái gì, đang nói anh cũng tiện đường mà. Lên anh đưa về. Dạ vâng, vậy trưởng phòng cho em quá giang một đoạn ạ. Rồi. Đây, Vũ đây. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Nào, em cứ lên đi. Rồi, được chưa? Thì lại đi húi với chàng hoàng tử của tao. Mày xem đây là cái đạo lý gì đấy? Thì tao thấy có khác gì nhau đâu. Mày đi sửa xe một mình hay đi với tao thì nó vẫn như nhau mà. Sao lại không khác chứ? Thay vì mày đi xe với anh ấy thì mày đi sửa xe của tao có phải hơn không? Nhưng mà lúc đấy mày vẫn ở chỗ sửa xe mà. Thì đã đành là như thế. Nhưng mà lúc đấy
mày phải gọi cho tao ngay mới đúng chứ. Mày cứ làm như là anh ấy là nô lệ của mày ấy. Muốn gì là phải làm thế à? Tao tấn công dữ dội như thế mà chẳng ăn thua. Còn mày ấy chẳng làm gì, tự nhiên được anh ta chú ý. Cậy thật sự. Ừ. Tao thấy hình như anh ấy không thích mày đâu. Anh ấy thích tao hay sao ấy. Còn nhì nhà xin số điện thoại của tao nữa. Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao anh ấy cứ ôm máy tính sang phòng mình làm việc rồi. Này, nếu như mà tao cũng thích lại anh ấy thì mày nghĩ sao? Tao... chuyện này tao vẫn chưa nghĩ tới. Thế nhưng mà chắc tao chỉ không vui chút thôi. Chỉ một chút thôi à? Chắc thế. Thế thì nếu như tao đưa mày đi mua sắm thỏa thích thì mày sẽ hết một chút buồn đi chứ. Mày nói như thế thì là mày xác định đến với anh Dương rồi còn gì. Thì mà dù tiếp xúc không lâu nhưng mà tao cũng phải thừa nhận tao có một chút tình cảm với anh ấy thật. Thì cũng phải thôi. Người như anh ấy mị ai mà chẳng thích. Này, mày không sao thật chứ? Tao có sao thì lại làm sao. Người anh ấy thích có phải tao đâu mà. Nhưng mà công nhận là bộ phim đấy hay, đúng không? Này, sao thế? Sao tự nhiên lại xịt mặt xuống thế kia? Thật ra em cảm thấy có lỗi với Ngọc lắm anh ạ. Dù sao nó cũng là người thích anh trước. Anh tưởng chuyện gì? Anh bảo này, tình yêu phải đến từ hai phía. Nếu như mà đến từ một phía thì làm sao mà hạnh phúc được, đúng chưa? Em yên tâm, sau này anh sẽ cân nhắc Ngọc trong công việc, sẽ không để bạn em phải thiệt thòi đâu. Vậy cũng được, anh phải nhớ đấy nhá. Bạn em cũng là bạn anh mà, làm sao mà anh quên được. Kẻ đen đủi như mình á, có cố gắng phấn đấu miệt mài đến mấy thì vẫn có thành công cốc thôi. Không được, mình nhất định phải thay đổi số phận này, không thể nào chấp nhận như thế được. Nàng chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Hôm nay anh Dương hẹn tao đi xem phim. Kinh quá nhở. Tiến triển nhanh thật đấy. Bọn tao có còn trẻ trung gì nữa đâu, nên là thấy ổn thì phải tiến triển nhanh thôi. Thế chúc mừng mày nhá. Tao cứ cảm thấy có lỗi với mày. Nhưng mà mày yên tâm, tao bảo với anh Dương rồi, anh Dương sẽ cân nhắc mày trong công việc, sau này rộng đường thăng tiến nhá. Vậy thì tao phải cảm ơn mày rồi. Thôi tao đi đây. Chúc chàng và nàng đi chơi vui vẻ nhá. Sao đâu. Nhiên ơi, hay là mày đi mua tao viên thuốc đi. Chắc tao ăn nhầm cái gì ấy nên bị đau bụng thôi. Như vậy có ổn không? Hay là cứ đi viện cho chắc nhá. Tao bảo được là được. Mày đi mua tao đi. Mua thuốc tiêu hóa ấy. Đi đi, khổ quá. Tao biết bệnh tao mà. Thì đợi tao nhá. Hiên ơi, chuyện hôm qua mày cho tao xin lỗi nhá. Tại tao mà mày bị lỡ mất buổi hẹn hò lắm ạ. Trời, tưởng cái gì? Việc gì mà phải ai nấy, bệnh tật mà, có ai muốn như vậy đâu. Hầm quá. Mà lẽ ra mày mua thuốc về cho tao rồi mày đi đi.
Thà đi muộn một tí cũng được. Chứ mày hủy bỏ luôn như thế, mày không sợ anh Dương buồn à? Thì tao cũng không nỡ để mày một mình. Chắc là anh Dương sẽ hiểu thôi. Làm việc đi, không phải nghĩ nhiều đâu. Nhiên. Anh. Hôm qua em bận việc gì à? Hôm qua cái Ngọc bị đau bụng, em lại không nỡ để nó ở nhà một mình. Xin lỗi anh nhá. Em thấy có lỗi quá. Anh Dương thông cảm cho em nhá. Thôi được rồi. Có ai muốn như vậy đâu. Không xem lúc này xem lúc khác. Không sao đâu. Vâng ạ. Thế em khỏi hẳn chưa mà đi làm? Em khỏi rồi anh ạ. Chắc là tại em ăn uống linh tinh nên là bị đau bụng thôi. Nếu cảm thấy con mệt ấy thì cứ nghỉ đi, anh thu xếp cho, không sao đâu. Em khỏi thật rồi mà, cảm ơn anh. Thôi, em về làm việc đi. Có gì lát nữa rảnh mình đi uống nước. Anh về nhá. Vâng ạ. Thôi, làm việc đi. Anh này, chắc là ngày mai em phải về quê mất mấy ngày đấy. Anh xin phép của em nhá. Có việc gì quan trọng à? Hay là để anh đưa em về nhá? Dạ thôi không cần đâu, cũng không có việc gì quan trọng đâu anh ạ. Dỗ ông nội em nên là con cháu khắp nơi phải về mà. Anh nghe tới bảo công ty nhà em trong đấy cũng lớn. Sao học xong không về đấy làm mà lại ra ngoài này? Em muốn tự lập một thời gian. Với lại nếu không ở ngoài này xem gặp được anh chứ. Cũng đúng. À mà này. Dạ. Đằng nào cũng dỗ ông nội em. Hay là anh xin nghỉ đưa em về, xong tiện thể ra mắt gia đình luôn. Thôi, để khi khác đi anh ạ. Em không an tâm với cái Ngọc lắm. Đợt này nó hay đau ốm. Em đi rồi, thi thoảng anh qua nhà, anh thăm nó giúp em nhé. Nhưng mà nam nữ khác biệt, anh qua sợ không tiện đâu. Em cũng biết vậy. Nhưng mà ở thành phố này, nó có mỗi em là bạn. Với lại em tin tưởng anh mà. Được rồi, anh sẽ cố vậy. Sao? Sao tôi lại ngủ ở đây? Anh quên rồi à? Tối hôm qua em buồn, em muốn uống rượu. Anh đến anh can em. Anh can chẳng được, anh còn ủng hộ em còn gì. Không thể nào. Tôi uống một chút, làm sao say đến nỗi tôi không biết gì như thế này. Em làm sao mà biết được. Anh say quá, anh kéo em lên giường, còn bắt em ngủ cùng anh nữa. Cô nói láo. Chuyện như thế này, làm sao có thể tôi không biết được. Anh không biết, hay là anh cố tình không muốn biết? Thôi anh đi về đi. Cô, là cô giở trò đúng không? Em giở trò với anh thì được cái gì cơ chứ? Em đã bắt anh phải chịu tội chưa? Không hiểu sao tôi lại đến đây làm cái gì cơ chứ? Hello, tao về rồi đây. Mày sao đấy? Tao về mày không vui à? Có. Tất nhiên là tao vui rồi. Này, mấy ngày vừa rồi tao đi, có xảy ra chuyện gì không? Sao tao thấy mày không được ổn đấy? Tao không. Thế nhưng mà có chuyện này, tao không biết có nên nói với mày hay không nữa. Mày cứ nói đi. Bạn bè với nhau, sao mày cứ phải úp mở như thế? Mày nghe xong, tao chỉ sợ mày không còn coi tao là bạn nữa thôi. Vì chuyện này, thực sự là tao cảm thấy có lỗi với mày quá. Được rồi, mày cứ nói đi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tao cũng không trách mày đâu. Yên tâm. Nhiên, tại sao em nghỉ việc thế? Đâu có chuyện gì? Nói nghe đi. Không có gì cả. Em về quê làm trong công ty nhà em thôi. Sao em không nói trước với anh? Nói với anh để làm gì? Nói nghe đi. Chuyến về quê vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn này? Đúng rồi đấy. Bố mẹ em đã chọn cho em người chồng tương lai phù hợp rồi. Mình chia tay đi. Anh không tin. Anh sinh ra trong gia đình lớn,
Chắc anh cũng hiểu mà. Hôn nhân đâu thể nào do mình lựa chọn được. Không, gia đình nào thì anh không biết. Còn anh, cuộc sống là do anh lựa chọn. Kể cả vợ con cũng vậy. Vậy chắc anh là trường hợp ngoại lệ. Chứ em không được như vậy đâu. Mong anh hiểu cho. Không, không thể như thế được. Anh phải về nhà em làm cho ra những chuyện này. Anh là cái gì mà về nhà em? Đây là lựa chọn của em cơ mà. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh thời gian vừa qua tất cả chỉ là giả dối à? Đúng vậy. Đấy không phải là tình yêu đâu. Anh đi về đi. Nhiên, anh không tin. Em đang nói dối anh đúng không? Người có địa vị cao như anh sao vậy hèn yếu như vậy? Anh về đi. Anh cứ mãi như vậy là ý gì? Anh nằm đây cho thoáng ấy mà. Nằm đây cho thoáng? Anh cưới em về được bao nhiêu năm rồi? Đã bao giờ anh đụng vào người em chưa? Anh cưới em về mà anh không đụng vào người em, thế anh cưới em về để làm gì? Anh đã cho em những thứ em cần. Chẳng lẽ một chút không gian riêng tư như thế này em cũng không cho anh được à? Một chút riêng tư? Bao nhiêu năm nay anh như vậy mà gọi là một chút à? Anh có bị điên không đấy? Em muốn nghĩ như thế nào cũng được. Anh không thể đối xử với tôi như thế được. Anh có biết nếu như mà tôi vẫn không sinh được con thì ông nội sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà không à? Bây giờ tất cả mọi thứ đúng như mày mong muốn rồi còn gì nữa. Mày về đây gặp tao làm cái gì? Mày quay về Hà Nội đi. Tại sao vậy? Mày không sợ khi tao về tao sẽ cướp hết mọi thứ của mày à? Chẳng phải từ trước đến giờ mày đều sợ điều đó sao? Tao với anh Dương ly dị rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tao đã sai thật rồi. Cố gắng chiếm đoạt mọi thứ không thuộc về mình đã là rất khó, nhưng mà để giữ gìn nó thì lại càng khó hơn. Mày nói những thứ này với tao để làm gì? Có ích gì đâu. Mọi việc đã qua lâu rồi. Với lại tao cũng đã giữ đúng lời hứa với mày. Tao cũng không trách móc gì mày cả. Nhưng mà mày đã không còn coi tao là bạn nữa. Anh Dương vẫn còn yêu mày nhiều lắm. Nhiên à, mày quay lại với anh ấy đi. Mày cứ như thế này thì mãi mãi không được hạnh phúc đâu. Tình cảm đâu phải là thứ thích thì dùng mọi cách chiếm đoạt, chán thì lại thẳng tay bỏ đi đâu. Tao... mày hiểu sai tao rồi. Chuyện năm xưa đúng là tao sai thật. Nhưng mà bây giờ tao thực sự thành tâm muốn mày quay lại với anh Dương đấy. Thì ra mày thấy mày sai nên mày muốn sửa. Cái sai của mày ấy là khiến cho cả ba người đều đau khổ. Mày nghĩ mày sửa được à? Tao thì không.